đó là quan sát xe phía trước điều khiển xe của các bạn. Nếu như thấy nó bật sáng đèn thì này, như trường hợp này đó là xe to các bạn. Đèn chức năng vừa bật sáng, các bạn nhấn nhẹ rồi cạnh nhé, được chưa? Rồi cạnh nhẹ rồi. Còn trường hợp còn lại đó là thấy xe phía trước nó bật đèn chức năng nhưng nó còn cách các bạn 1 cm thì các bạn hãy đỡ nữa đèn chức năng bật sáng để đèn chức năng vừa học mô phỏng 120 câu vừa bán nhất kiếm tiền đây không để lấy bằng lái xe không mới mẹo á đó. Luôn luôn học hết FI giờ học cái này. Còn trường hợp xe phía trước mà nó bật đèn xin nhanh còn cách xe bạn 1 cm lúc đó chúng ta mới mô phỏng anh em 120 câu đấy à rồi hai phết sao chạy ra đường biết đường mà thắng. Trước mặt xe của bạn đó là chiếc xe con màu đỏ nhé, chúng ta hãy để ý tôi thấy xe thấy xe con màu đỏ bật sáng đèn xin nhanh ghé ngang là được. Thôi thì hôm nay lại tiếp tục bán nhớt này. Anh em này hôm nay ủng hộ thì anh em nào cần thì ủng hộ nha. Cái này có nano nha anh em. Rồi cái này là 0.8 và 1 lít và 1 lít 3 nha anh em. Rồi cái này là lít 3. Anh em nào cần thì ủng hộ vài lon nha. Bữa nay ship nó rẻ lắm anh em. Rồi anh em nào cần ủng hộ nha, 5 lon này khoảng hết mấy chục ngàn tiền ship, 10 lon thì cứ tiền ship rồi cứ tính là 1 lon là 10 ngàn đi, 10 lon 100 ngàn. 10 ký khoảng mấy chục ngàn à. 10 ký có 10 lon này có mấy chục ngàn anh em, lon này hết 50 ngàn, 5 ngàn tiền ship. Rồi anh em nào cần lít 3 thì ủng hộ mình nha. Đấy, cái này có nano nha anh em, chất bảo quản. À, chống bào mòn động cơ nha. Rồi 0.8 1 lít và lít 3 nha anh em. Rồi ủng hộ mình đi. Để mình lấy cái bằng đã anh em. À, bữa nay buổi tối chịu khó học lý thuyết. Học mô phẩm cho nó ngấm vào trong đầu, mai mốt chỉ cần là bắt thôi. Rồi cái này em sẽ gửi cho anh 12 chai nha. Và nhiều anh em khác vừa rồi hỏi nhớt thì hôm nay em gửi lại này. Bữa biếng bán nhớt quá. Bán này nó không có lợi nhuận bao nhiêu cả. Cái này đa số để thay mới có lời cho anh em ạ. Rồi anh em vào hết đi mình sẽ công bố giá. Sẽ vào hết đi mình sẽ công bố giá. 0.8 là 120. 1 lít là 130. 1 lít 3 là 170k. Đây cái này là 170k. Thay rất có lợi nhuận nha anh em. Cái này thay 200 mấy 300k. Thì một chai này mọi người cứ tương đương tiền ship hết 5 ngàn. 10 chai thì mất 50 ngàn tiền ship. Rồi có anh em nào yêu mến thì ủng hộ nửa thùng nha. Nửa thùng của nó là 12 chai. Còn anh em nào yêu mến thì ủng hộ 10 chai.
từ 0,8 cho tới 1,3 lít. Đó, những anh em nào trong khu vực mình có Suzuki Rider, Winner vân vân thì anh em sử dụng một chai lít 3. Đấy, chai này thay 200 mấy 300 ngàn bình thường nha anh em, 200 mấy 300 ngàn bình thường. Rồi, anh em nào yêu quý vào bờ đêm nay mỗi người khoảng vài ve đi, 5 chai cũng được, 10 chai chúng ta chia đều ra. Rồi, cái này là 0,8 nha anh em. Đấy, có một cái màng bảo vệ nano. Đấy, rất tốt nha anh em. Rồi, cái này 1 lít. Cái này 1,3 lít. Rồi, 120, 130, 170 nha quý vị. Rồi, anh em nào yêu mến thì ủng hộ 5-10 chai, 5-10 lon đi mọi người ơi. Rồi, anh em có thể là so giá cũng được. Đấy, anh em có thể so giá. Những tình yêu, ủng hộ đi mới tình yêu. Nghe bán nhớt cái là ít anh em ủng hộ ngay, ủng hộ nha. Mai chưa chia sẻ bán bận rồi, về khóa sờ mất kia rồi, tối bán nhớt. Bán nhớt tí rồi mình học nha anh em, bữa nay mình học bằng lái cái đã. Để Tết này mình lấy ô tô rồi đã, mình đi chở người yêu đi chơi rồi đã. Cuối năm nay lấy cái bằng rồi đã. Cánh mô tô thời ơi, FOB 3 luôn, nó cao 77 không chép cho SHMO mới nhất được à? Không được anh trai ơi. Có anh em nào ủng hộ nhất ủng hộ nha, mỗi người khoảng vài chai mọi người ơi, mọi người yêu 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 mọi người ơi. Anh em nào cần lít 3 ủng hộ nha. Học trên điện thoại nhỏ quá, ra mở TV 75 inch xem học lý thuyết cho nó to. Rồi, anh em nào ok học bằng lái lên đây nha. Mấy cái mẹo hay lắm, chịu khó nhớ. Cái này bấm chọn ngay câu 62 115 20, đèn cảnh báo nguy hiểm đối diện bật sáng. Phân tích cái này như kiểu phân tích FI ấy, anh em. Rồi, nhớ này gần hết rồi nha, anh em nào ok thì chuẩn bị thùng nửa thùng đi nha anh em. Đó, mỗi người vào bờ thùng 2 thùng, mai mình tiếp tục gửi vài thùng nữa, tối nay mệt rồi, mai mới ship. Hôm nay được 10 toa, cảm ơn mọi người. Khánh Minh Tô tí nhắn tin Zalo em nha anh trai ơi.
Rồi nhất câu, nhất máy, anh em nào cần thì comment. Mỗi người làm thùng vào bờ đi. Mưa chuẩn bị lũ lụt hết rồi. Mỗi người ủng hộ cho mấy chai nhất. SH mò mới anh em dùng móc của SH2020 nha, K0R nha, cái đó là K1N ấy. 2020 thì anh em dùng chung 2020 nha. Còn mà 27, 29 thì anh em dùng trong chung cho nhau được hết SH mò K77 nha. Mua móc của 2020 nha. KOR. Đúng rồi, anh Tuấn luôn ơi. KOR xài chung với SH2020, xuống chung với SH1. Vision xài chung với Lít nha anh em. 2021. Rồi anh em nào mua nhớt thì inbox cho em nha. Em học tí đây, live stream em bán nhớt, bởi vì anh 10 anh mua nhớt thì em bỏ ra em bán nhớt. Giờ em học bài tí đây. Học mấy câu mà kia thi chật nữa là chết. Tôi tới tôi lùi một phòng. Thi bằng cho anh Tuấn luôn, anh có bằng rồi mà. Có bằng cho anh trai. Cứ 2020 là anh em tán chung cho nhau được hết nha. Đấy, còn Vision 2021 tán mấy lít 2021 nha. AB160K1Z xài chung với SH300Y nha. 350Y K1 với kép. Thế thôi, mấy dòng xe đời mới chỉ xài chung thế thôi. K2C xài chung với lít 2021. K2T xài chung với K2C. Em sắp thi rồi. Em học mới mô phẩm cho nó nhớ. Nó học lại cái bảng vất vả, tốn tiền nhiều nữa, đau đầu. Mà chắc là cái đầu này nó bình thường. Thấy dễ. Học để nhớ với cái mẹo, mai mốt lên đó gặp tình huống để bấm cho nó nhanh để được 5 điểm chọn. Lên trên mạng này học nhiều cái mẹo cũng hay. Đấy, người ta chỉ những cái điểm để cho dễ nhớ. Thôi anh em nào ủng hộ nhất thì ủng hộ em nhá. Đấy. Đúng rồi, bữa nay có mua phẩm từ cái luật mà mùng 1 tháng 9 đến giờ nó hơi bị vất vả. Ở đây 16.500.000 nha anh em, không bao nha. Chưa kể tiền ăn uống đi đường là chưa kể, chắc xong xuôi bay 20 B2.
16.500.000 là không bao, không bao gì hết. Mình mới trượt có một lần thôi. Ở đây không bao chống trượt, không lo được anh em. Chỉ qua ba lý thuyết này thôi, có cái gì đâu. Còn mấy cái mẹo mô phỏng 120 câu này, trong đấy họ sàng qua sàng lại mà, sàng chéo sàng lui, mình nhớ như mang máng như FI ấy. Coi ở nhà, coi đi, coi laptop nó nhỏ quá anh em, ra ngoài này chiếu xem TV tí. Mỗi ngày học một chút. Mỗi ngày một chút xíu, vài câu nó vào trong này, vài cái hình ảnh nó vào trong này. Mình nhìn để mình quen mắt, để mình bấm cho được 5 điểm chờ tuyệt đối thôi mà. À giờ không đâu bao chống trượt được à anh Phạm Văn Tuấn, phải vậy chứ. Thi như vậy mới khó này, tất cả với ông mà có ngày xưa có bằng á là phải thi lại hết. Mẹ nó bớt tai nạn đi, ngày xưa mẹ ông què, ông thọt, ông mắt lồi, mắt xéo, cổ nghiêng, cổ ngả vẫn có bằng hết. Chân dẹo rồi tay què vẫn có bằng hết, mới ông đấy bây giờ tốt nhất phải đi lại. Còn những ông nào mắt yếu rồi, nói chung là phải thu hết bằng, thì thu lại hết. Thì đương nhiên nó mới xảy không xảy ra tình trạng tai nạn. Nhiều ông chữ nghĩa chẳng biết gì hết, vẫn thi được bằng, tài ghê gớm thật. Thật sự bây giờ ra đường nhiều ông cái bảng, mới ông chẳng hiểu là cái bảng gì luôn. Nên thật sự chúng ta đi học là nó có điều rất điều tốt, để chúng ta nhìn thấy những cái bảng cấm, chỗ nào cấm, chỗ nào dừng. Nó nói chung là khá ngày hay. Còn ngày xưa nói chung là cứ thả tiền, tới ngày nào đi thi thực hành đấy, có mặt tí là xong. Còn tất cả lý thuyết thì có người lo hết rồi. Anh có lùn đâu, Tuấn lùn, mày ăn mà lùn, ăn dài như gì á. Còn lùn, nói chung là Việt Nam mình tất cả bây giờ những anh em nào ngày xưa có bằng thập niên về ngày xưa, tốt nhất là nhà nước bây giờ phải kêu gọi đi thi lại hết. Đấy, phải thi để cho người ta học, cho người ta căng cái não ra, ra ngoài đường người ta chạy, người ta đỡ ẩu tả. Và những tình trạng mà ở những quán nhậu, nhậu say bê bết như vậy vẫn ngồi trên con xe để đạp, lúc đấy thật sự chúng ta sẽ không làm chủ được tốc độ, bởi vì lúc đấy chúng ta có cốc bia, cốc rượu rồi. Lúc ấy chúng ta sẽ không kiểm tra được tốc độ, mà lúc đấy cảm giác lúc đấy là rượu men. Đấy, và nhiều ăn chơi đá này, chích này. Nói chung là nhà nước Việt Nam và những công an phải làm việc mạnh những vấn đề đấy, thì đương nhiên mới tránh tình trạng xảy ra tai nạn. Và đồng thời chạy vào đông dân cư hoặc là những thành phố là khoảng cách xe nó sát nhau thì không nói rồi, chạy quốc lộ, công an phải nhìn thấy ông nào hai cái xe, ba cái xe nối đuôi nhau là phải phạt ngay. Đúng quy luật chạy xe chúng ta phải có giữ khoảng cách, bèo gì là bèo cũng phải là 8 mét. Thì xe đằng trước có vấn đề gì thì chúng ta thắng, nó còn kịp. Ở đây chạy ở đây những quốc lộ 1A, thấy mẹ vận tốc 80, 70 mà xe cứ nối đít nhau thì thật sự húc nhào nhau hết. Ngày hôm kia ngay ở đèn xanh đèn đỏ ở đây ba xe tải làm cái bục đít. Bởi vì đang ở chạy ở quốc lộ tới vận tốc tới như vậy, mẹ mà tất cả xe đều nối đuôi như nhau ở vận tốc khá là cao, thì bây giờ chúng ta gặp một trường hợp chứng ngại vật ở phía trước, thì thật sự một xe trước xử lý, thật sự mới ông đằng sau chỉ có lao và đít hết. Nên tất cả những anh chú cảnh sát giao thông ra ngoài đường mà thật sự đứng chạm, thấy ở những đường quốc lộ mà thấy hai con xe này mẹ ở khoảng cách không cho phép an toàn là phải vít cái thằng đít sau lại ngay, phạt cho nó một phát, ngày sau nó sợ. Chạy xe ô tô chúng ta phải giữ khoảng cách để khi chúng ta thắng. Thật sự mình ở đây mình không bân ai, nhưng cảm thấy mình chạy ra ngoài đường, mình tra quốc lộ, mình thấy nhiều cái xe chạy ghê thật, đặc biệt là những cái xe Ford, xe khách. Mẹ chỉ cần nó đá xi nhan một phát là nó đạp. Mà trạng thái ở đây thật sự nhiều nhà xe ở tại trạng thái nhiều con Ford, mình thấy 4 cái lốp nó gần ngang thầy chùa rồi. Nói chung là tất cả những cái nhà mà thật sự đúng là người, không phải nói là người Việt Nam, mình thật sự khi chết rồi mới cảm nhận được là lúc đấy bảo xui. Nhưng không phải như vậy, bởi vì khách hàng và tất cả những người tiêu dùng đang đi trên bất kỳ một con xe nào, bởi vì chúng ta cảm thấy tiếc về đồng tiền. Tôi cảm thấy là làm nghề, tôi cảm thấy chứng kiến được rất nhiều cái lốp nó quá mòn, trước sau thì mình cũng phải thay. Đấy, nhưng đôi khi cứ dán
À, dáng chạy khoảng được vài trăm ngàn cây nữa mới thay cái lốp. Nhưng thật sự những nhà xe không bao giờ mà người ta lại nghĩ tới con người cả. Thật sự bản thân tôi bây giờ ra ngoài đường tôi bắt những con xe, tôi nhìn thấy cái lốp nó mòn, thật sự tôi không lên luôn. Đó. Và đặc biệt những cái Ford mà chạy ở trạng thái ở 6 đến 8 đến 10 giờ đồng hồ, chỉ có nghỉ dừng chân uống nước 1 đến 2 điểm. Những cái xe Ford ở trạng thái cứ phà lên cái lên 120. Giống vừa rồi đơn giản tôi chạy từ đây ra Tam Quan là hơn 1 giờ ra anh em chơi. Tôi ngồi lên chiếc Ford mà tôi cảm thấy sợ luôn. Nó qua mặt những cái xe khác mà tôi nói thật sự chỉ có một cái chướng ngại vật ở đằng trước thì thật sự đi hết. Thắng không kịp. Ở vận tốc 120 km với những con Ford đời cũ thì thật sự tài xế không bao giờ xử lý kịp. Đấy. Và tất cả nhiều tài xế có một cái thái độ cầm cái bu lăng chở đằng sau bao nhiêu mạng người, dù một người cũng là con người, 10 người cũng là con người, nhưng thật sự có cái mặt rất hóng hách. Đôi khi chạy nhanh quá, khách hàng ngồi sau bảo: ô, bác Tài chạy sao mà ghê, buổi trời ơi, em chạy hàng ngày quen rồi chị. Khi mà thật sự mới bác Tài, khi mà đắp bộ cuộc tình, khi nó chỉ là hạt cát sa bụi, thì thật sự lúc đấy chẳng còn gì để mà nói cả. Thì tất cả ai trên đời này cũng vậy, sinh ra và để kiếm được đồng tiền, dù tài xế hay bất kỳ cái gì cũng vậy, nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới tính mạng. Bởi vì mọi người kiếm đồng tiền để làm gì đâu, kiếm đồng tiền để chúng ta được hưởng thụ, chúng ta được bù đắp ở cuộc đời này sung sướng. Đấy, nhưng thật sự chúng ta kiếm đồng tiền để chết đi thì đương nhiên nó quá thiệt thòi, mọi người hiểu không? Thì thật sự hồi giờ tôi không bao giờ tôi chứng kiến tôi chạy một con xe, hôm nay tôi mới gọi là buổi đầu tiên. Đấy, tôi chạy xe được một người thầy, thì tôi chẳng gọi thầy, tôi sẽ gọi anh. Dù anh ấy bảo phải gọi thầy thì tôi rất điệu, tôi bảo tôi không gọi thầy, tôi chỉ gọi anh. Bởi vì tôi không biết, anh là nơi trung tâm đào tạo, dạy lái xe. Và anh nhận tiền của tôi thì anh phải có trách nhiệm dạy cho tôi cái cửa chỉ cầm bu lăng, dè lái vào số như thế nào để tăng tốc, chướng ngại vật làm sao. Đấy, với tôi là như vậy, tôi chỉ có một câu tiếng Anh và hai tiếng Anh. Còn trong cái giờ dạy nhiệt tình thì thật sự đi ăn uống ngoài luồng đó là chuyện bình thường. Đấy, với tôi là như vậy. Đấy, thì hôm nay tôi mới ngồi lên con xe thì đầu tiên tôi sẽ có thời gian khoảng 5 phút để tôi vào số nguội. Thì đáng lẽ hôm nay tôi có mặt vào lúc 7 giờ 30 sáng, thật sự hôm nay tôi ngủ đến 8 rưỡi. Tôi ngủ đến 8 rưỡi thì tôi mới mò đầu dậy, tôi mới qua đó tôi làm số nguội. Tôi ngồi tôi nói chuyện một tí, nó rơi vào gần 9 giờ. Tôi lắc số nguội 1, rồi 2, 3, 4, 5 và re. Thì đôi khi cảm thấy nó hơi bị lạ thì có thể chúng ta kéo số 2, chúng ta chưa móc ở bên hông bên trái, thì chúng ta kéo thẳng xuống thì đương nhiên nó rơi vào số 4. Thì tôi sẽ vào một chút xíu và tôi sẽ được tập dượt. Nói chung khá là thú vị. Bản thân tôi thì đầu tiên ở cuộc đời này bây giờ mới ngồi được con xe, tôi chẳng bao giờ nghĩ là cuộc đời này tôi thi cái bằng ô tô cả. Nếu cuộc đời này tôi có ý định mua được ô tô, tôi thi cách đây khoảng vài năm về trước, thời tôi đang ở Sài Gòn. Đấy, bởi vì nó cả giá thành rất rẻ. Bởi vì tôi nghĩ là cuộc đời này tôi không bao giờ tôi chạy xe thuê, thì tôi cũng chẳng bao giờ phải thi lấy cái bằng để làm cái gì. Mà cái ước mơ ở trong đầu bảo thi được cái bằng để sau này có ô tô thì tôi càng không bao giờ tôi dậy mộng ở cuộc đời này tôi lại có mua được con ô tô. Bởi vì cuộc đời tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc đời này tôi lại có số tiền như vậy. Nên năm nay tôi tính suy đi suy lại rồi tôi cũng phải thi cái bằng để cuộc đời này tôi mua con ô tô. Bởi vì điều kiện nó không có nhiều, nhưng cho phép tôi mua con xe khoảng vài trăm triệu. Đấy, thì tôi mới học bằng. Còn bởi vì tôi không phải là tôi để tôi học bằng để tôi chạy những xe du lịch hoặc taxi. Bởi vì tôi luôn luôn có cái nghề giống anh em mình mà sửa xe, thì tôi cần gì phải chạy taxi hoặc là xe tải làm gì nữa. Thì cái thú vị hôm nay thật sự thì đạp côn, đúng không ạ? Rồi đạp côn thì lúc này nhả thắng tay vào số 1, nhả côn từ từ thì đương nhiên nó chạy ở vận tốc khoảng 5 cho tới 10 km. Đấy, bởi vì không cần đạp ga thì đầu tiên tôi cứ chạy lên một vòng xong tôi lại re về, thì đương nhiên cái xe bị ớt. Thì với tôi thì thật sự nó hơi bị thấp. Đấy, với các bạn thì tôi không biết, tôi ngồi lên con ve xe Vios thì cảm thấy nó không được thoải mái. Đấy, bởi vì nó khá là bó,
ở trong cái không gian để chúng ta ngồi bu lăng, thứ nhất là hai đầu gối, dù ghế tôi kéo đằng sau và đồng thời cái đầu của tôi nó sẽ đụng mất cái trần, và hai cái gương tôi phải chỉnh, bởi vì cái gương bên phụ thì đương nhiên nó khá là gập, bởi vì tùy theo con người chạy, tôi cao thì đương nhiên tôi phải chỉnh cái gương lên. Thì nói chung là khá là thú vị khi mình re, cảm thấy nó khá là hay và thú vị. Và tôi lại muốn là chuyên sâu về cái xe, thì đương nhiên tôi ra ngoài đường tôi thấy nhiều cái xe mà chạy lốp mòn chạy như vậy tôi cảm thấy quá nguy hiểm. Thì ở đây những anh em thợ sửa xe máy cái gì cũng vậy, hay là những bác tài xế cũng vậy, hay là những chú công an cũng vậy. Đấy, ra ngoài đường chúng ta phải thổi phải đúng luật. Đấy, còn ra ngoài đường tôi thấy những con xe nó chạy ở vận tốc mà bán kính tôi mà nó xạo chứ, 3 mét thắng không ở kịp. 3 mét đến 4 mét mà nối đuôi ở vận tốc khoảng 6 đến 70 thì con xe thắng không kịp nếu có sự cố ở trước. Thì thật sự nó cứ dồn đít nhau là đúng rồi. Thì trong tương lai thì tôi cũng có thể là đường đông, đường thành phố, đường thị xã, đường đông dân cư ở vận tốc chậm thì tôi có thể là nối đuôi tùy theo vào cái tình huống. Còn thật sự sau tương lai tôi có mà chạy ở ngoài quốc lộ thì thật sự tôi sẽ không bao giờ có bán kính bỏ sát xe đằng sau. Đấy. Ok mọi người, còn những cái xe mà có trị giá xịn đấy thì chúng ta chạy ở cái vấn đề ở quốc lộ thì chúng ta sẽ cái đấy thì chúng ta sẽ nó có những cái tính năng hay thì đương nhiên khá là hay. Còn bây giờ anh em mình không có tiền nhiều thì mua cái bản nó bị thiếu, đúng không ạ? Thiếu chức năng thì đương nhiên nó sẽ không phê, nó đơn giản làm xe hay là đi những con xe số này, lên xe ga nó cũng vậy. Hai cái tám là ok anh ơi, vệ sinh hồng ga lọc gió rồi điện rất khỏe, khi buổi sáng hay bị hụt ga là sao? Anh bẻ cho em TV lên một chút xíu. Đồng Ngọc Sơn, nếu anh không có máy anh map map gì đó thì anh kéo cho em cái TV lên một chút. Ok nha anh trai, kéo TV khoảng hơn 600 mV. Rồi chúc anh thành công. Nên tất cả anh em ra ngoài đường chúng ta bắt cái xe gì cũng vậy, bởi vì chúng ta phải bỏ tiền nó phải là xứng đáng. Đấy, xứng đáng ngay. Hay bản thân tôi bây giờ thật sự đi nhậu xuống Quy Nhơn tôi bắt một con xe Lado vậy, bởi vì chạy những con xe 4 chỗ tôi ngồi đằng sau tôi có thể đội cái nón này, có thể là qua ổ gà đầu tôi có thể dầm lên ngay. Thì mình có phải là chẳng có gì cả, đó là mình nhắc nhở tài xế. Bởi vì sao? Anh là một người tài xế, anh phải nắm bắt được tốc độ. Và anh đi con đường đấy, hàng ngày từ đây chạy xuống Quy Nhơn, anh phải biết đó là ổ gà. Chứ không phải anh ra ngoài xa lộ quốc lộ, anh cứ phóng 80-100. Anh không nghĩ có tôi ở đằng sau. Anh phải nghĩ đằng sau anh đang có một người ngồi đằng sau anh. Đấy, đó là tính mạng của con người. Nên tài xế chỉ biết là rằng xin lỗi tôi, bữa tôi đội cái nón, thế là nó qua ổ gà, nó dòng cái đầu lôi lên, cái nón nó đập lại. Bởi vì trên cái nón nó có cái đầu quy, quy cúc, nó nện trả lại một cái cực kỳ là đau. Đấy, thật sự những cái xe mà 4 chỗ tôi ngồi đằng sau, ngồi đằng trước tôi quan trọng cái đầu tôi gần sát. Gần sát với cái mui luôn. Nên có tương lai này, có tiền hay không có tiền thì thật sự tôi cũng đi vay mượn mua cái con 5 chỗ. Đấy, 7 chỗ thì tôi không thích. Bởi vì gia đình chẳng có ai cả, mua 7 chỗ thì nó khá là dài. Đấy, làm con khoảng 5 chỗ. Thì tôi hứa mọi người tôi sẽ lấy bằng ra, trước khi tôi chưa lấy bằng tôi sẽ đặt cọc trước xe. Để bằng có cái trong tay tôi lấy xe về ngay. Bởi vì tôi đã có bằng mà không có xe thì hơi bị ngứa ngáy. Sáng ngủ dậy chở vợ đi làm đất. Đấy, đánh xe về là tiếp tục công việc. Đến giờ vợ dậy làm đất xong, tiếp tục đi đón. Chả khác gì tôi sẽ là một người đầu tư con xe và đầu tư kiếm bằng. Và cuối cùng để lấy tiền. Phải lấy tiền của vợ ngay, một tháng rồi ăn em thuê tài bao nhiêu, 10 triệu đúng không? Ok. Đấy, tôi sẽ kinh doanh và sẽ kiếm tiền thêm khoảng đó. Và đây tôi sẽ kiếm tiền ở trạng thái nhiều khách hàng VIP ở đây sửa xe có nhu cầu chạy tới xuống Quy Nhơn 500. Đấy. Đấy thì tôi sẽ chạy ngay. Và cho tôi chờ chậm nhất là 1 giờ đồng hồ. Đó là phục vụ những khách VIP từ 5 đến 600 ngàn một lượt chạy, cả đi cả về khoảng 4 đến 50 cây. Có thể là cũng ok. Chứ ở đây tôi không phải mua xe để chạy dịch vụ, nó hư hết xe. Đó. Lâu lâu gặp khách VIP chịu chơi, chi tiền thì mình chạy. Và đặc biệt những cô con gái, đặc biệt là chồng xa, chồng bỏ, chồng chết, hoặc là những chị em u khoảng 4-50
chồng lỡ may qua đời hoặc là đang ở bên nước ngoài có nhu cầu thì đó thì tôi chỉ có tiếp đón và phục vụ những trường hợp những người phụ nữ đó đấy, chồng chết, chồng bỏ, chồng xa đấy, hoặc là ở đơn côi đấy, gọi là mẹ đơn thân chẳng hạn như vậy, thì tôi sẽ chạy dịch vụ ở những cái phục vụ những người đó. Còn là rất mong những chị gái có gia đình và những anh trai trả tôi bao giá nào tôi không bao giờ chạy dịch vụ, bởi vì xe tôi mua về nhà để tôi phục vụ đặc biệt là vợ tôi và những chị em phụ nữ. Thì tôi sẽ có ý định tôi sẽ làm một cái vest, ở trong tôi sẽ làm cái áo sơ mi đeo cà vạt, vest đem thui lùi hết, mua thêm đầu tư, cố gắng anh em yêu mến tôi thì học hoặc mua phụ tùng, tôi sẽ đầu tư mua cái kính râm và một đôi giày bóng, nhìn từ đầu xuống dưới nó phải là bóng đen. Và áo không bao giờ đóng cúc, áo bên trong sẽ là áo sơ mi trắng đeo cà vạt. Đó mọi người, đấy, đó là cái sở thích và một cái đam mê của một người chơi. Đó. Và làm mới bộ áo thể thao. Đó. Đấy, và đi đôi vài đôi giày thể thao ở cuộc đời thế thôi. Và dự định năm sau nếu tôi thành công, tiếp tục tôi sẽ thuê một cái nhà để cho nó cố định. Có một cái nhà lớn để được chui ra chui vào. Thì ý định không có gì cả, xây cái nhà vừa phải, bởi vì xây cái nhà bây giờ cũng chẳng ai ở. Xây cái nhà ra chỉ có phục vụ bản thân đúng nghìn tuần. Nếu anh em nào chắc tới đây học biết rồi, vợ con mình mà bây giờ mình xây cái nhà, vợ con mình cũng không ở. Mình xây cái nhà vừa phải, ở chiều dài khá là rộng, để mình để những cái dàn xe, để phụ tùng, tối live stream cho anh em. Còn thật sự ở thì mình vẫn ở nhà phía vợ. Phía vợ bây giờ chẳng có ai, có mẹ già 80 tuổi nên vợ và con phải ngủ đấy. Đấy thì không thể nào ở với mình được, bởi vì nhà có mẹ già. Thì ước tính không có gì nhiều, xây cái nhà thì đổ cái mê bỏ đấy thôi. Bởi vì bây giờ xây ở bên trên chẳng ai ở, quan trọng bên dưới sạch sẽ đẹp để chào đón anh em. Và buổi tối có nhiều cái live stream, không có tiếng ồn, không có tiếng xe. Bởi vì mình sẽ đóng cửa kính hoàn toàn 100% để mình làm một cái phòng âm thanh như kiểu phòng thu ấy, không có tiếng ồn ào, để phục vụ anh em thợ máy chia sẻ bận bận, đỡ phải có tiếng xe nẹt bô. Mọi người đồng ý không? Thì tiết kiệm nó sẽ rơi vào khoảng 2 tỷ. Đấy, thì tất cả chuẩn bị gần hoàn hảo. Thì kế tiếp bây giờ mua cái ô tô thì anh em ủng hộ. Thế là xong. Thế thì cuộc đời nó sẽ gọi là mi mãn. Phải làm. Không cuộc đời sống hôm nay không biết ngày mai. Đời chỉ là cắt bụi. Nếu chúng ta không biết hưởng thụ và chúng ta trân trọng với những gì chúng ta đang sống và hiện tại, thì thật sự khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay trở về với cắt bụi thì thật sự quá đáng tiếc. Khi cả cuộc đời có rất nhiều ở đây thì thật sự có người nọ người kia. Cả cuộc đời có rất nhiều người ở đây, vấn đề không phải có rất nhiều, có người rất nhiều tiền, nhưng cuộc đời người ta sinh ra người ta kiếm được nhiều, rất nhiều tiền. Nhưng ở đây trạng thái không phải là trời hằn, mà tự bản thân người ta hằn người đó, là tự bản thân mình hằn mình. Bởi vì ở đây mình có thể mình nắm bắt ở đây rất nhiều người tiền rất nhiều. Tiền rất nhiều. Nhưng ở những cái tuổi xế chiều khoảng 60 rồi, tại sao không thuê người làm công việc phục vụ mình? Thời buổi này tất cả có thể có kế toán, camera chiếu sáng, nhưng nhiều cô chú ở đây vẫn cắm cụi tự phải làm, ở trạng thái những công việc rất nặng. Đó là kinh doanh ở trong cửa hàng bê vác. Nhưng thật sự cuộc sống này không phải là ông trời ông ấy phạt mình đâu, do cuộc sống của mình ham vì đồng tiền quá. Đấy. Nên chúng ta cũng biết rồi, kiếm để đủ. Chúng ta biết khả năng, chúng ta không thể nào làm tỷ phú ở cái nghề sửa xe này được. Chúng từ khi chúng ta có 10 cửa hàng, 50 cửa hàng, trừ khi nó như một cái thế giới di động, thì chúng ta mới thành công được. Đấy. Còn hiện tại bây giờ mọc càng nhiều cửa hàng thì càng chết. Ngày xưa thì mọc nhiều chết sống. Còn bây giờ mở càng nhiều cửa hàng, càng trung tâm đắt đỏ thì càng chết. Bởi vì thợ anh em FG bây giờ ai cũng biết nhiều, không như ngày xưa. Ngày xưa công nghệ nó ít báo, thì nhiều người nào đi trước thì người ta thắng lợi. Còn bây giờ thì đa số nó báo hết rồi. Đấy. Tới phút này thì đừng bảo ông này giỏi, ông kia giỏi. Đấy. Bởi vì ngày xưa thì không dám anh em nào dám sờ vào xe ga, thì bây giờ ông nào cũng sờ hết rồi.
kể cả ông bơm hơi vã lốp ở vỉa hè ông cũng thay được cái motor bơm mà. Nên chúng ta phải trân trọng khi chúng ta đã có tiền thì chúng ta phải hưởng thụ. Đấy, đằng cái là đi ở cuộc sống, đằng cái là đi ngay. Đấy, đúng không mọi người? Đó, thì chắc anh em cũng biết rồi, ví dụ như kiểu chia sẻ một người đồng nghiệp như anh em mình, như kiểu anh Long Tứ đi, bạn Long Tứ đi. Đấy, cuộc sống không biết là biết được, đôi khi anh em mình vẫn nhắn tin Zalo hỏi han, vẫn chửi lô sô gồ Nguyễn, thế nó không may ở cuộc đời này đi ngay. Đấy, ở cái tuổi khá là trẻ, chưa tới 40, sinh năm 85. Đó, mọi người ơi, mọi người phải trân trọng kiếm đồng tiền, nên đừng có khổ nữa mọi người ạ. Có đồng tiền rồi mua xe, xây cái nhà ở cho nó sướng, thế thôi. Còn tiền là vô biên mà, tiền không có giới hạn được đâu. Như bình thường như anh em mình, như bản thân thì Tuấn đây bây giờ bảo như anh em mình bảo ước mơ cuộc sống là cứ sửa xe kiếm 20 tỷ, có mà tới chết cũng không bao giờ kiếm được 20 tỷ. Kiếm được 20 tỷ để làm cái gì? Bởi vì quá nhiều tiền, 20 tỷ tiêu sẽ không bao giờ hết, 10 tỷ tiêu không bao giờ hết, trừ khi chúng ta mang đốt, trừ khi chúng ta lên trên mạng chúng ta bị người ta dụ dỗ chơi đề, chơi bóng. Đấy, chơi ung cúp, chơi euro thì nó mới chết. Còn bây giờ có 10 tỷ đừng có cố làm cái gì nữa, bởi vì sức khỏe lúc này chúng ta phải biết rằng nó sẽ yếu đi một ngày. Nên lúc này vẫn sửa xe, xe nào ngon thì làm, có quyền lựa chọn, phục vụ những anh em thợ gặp khó khăn tới cứu lấy 200-300, rồi phục vụ những xe VIP để từ cặt cặt làm nồi niêu, làm cái động cơ, kêu một thằng thợ về nhà nó phụ. Đó, kiếm ngày 500 nó để làm gì? Lúc đấy đừng có nghĩ về kiếm tiền nữa, lúc đấy làm sao để làm với cái đam mê chúng ta còn yêu nghề. Kiếm được đồng nào hay đồng đó để ăn tiêu hết đi. Khi chúng ta đã có của để, của dư rồi. Nhưng tại sao anh em mình lại có rất nhiều người nhiều tiền lại tự động mình làm khổ bản thân mình? Đấy, cứ phải làm cu li cho đồng tiền. Đấy, cứ bị đồng tiền phải sai khiến. Nên ở những lúc nhắm mắt xuôi tay là hết, hết ngay lập tức. Cả cuộc đời này kiếm rất nhiều tiền, nhưng thật sự cứ nghĩ mà ước ao. Có thể là năm nay 40 rồi, cố gắng 10 năm nữa 50 hưởng thụ. Mọi người và có rất nhiều anh em nghĩ khá là xa. Cuộc đời này đừng bao giờ nghĩ xa như vậy. Có rất nhiều người chia sẻ ở hơi Tuấn ơi, ăn có số dư như vậy thật sự ăn tiêu không hết, nhưng ăn bây giờ ăn cố gắng để tới cái tuổi 50 năm mấy anh mới xây cái nhà, thì lúc đấy anh nghỉ hưu luôn mới mua con xe anh đi. Liệu anh có sống được 10 năm không? Nên cuộc đời này người ta mới gọi là ở cuộc đời này sống được mấy cái gọi là từ 10 năm. Có rất nhiều người rơi vào cái hoàn cảnh sống chưa được một cái 10 năm luôn. Chắc anh em biết rồi, những cháu nhỏ, những em nhỏ đấy, rơi vào những cái vấn đề tai nạn, bệnh tật chưa được 10 cái 10 năm, một cái 10 năm. Nên có nhiều người ở U40, 50 mơ được 10 năm nữa. Thế chưa tới 10 năm nữa thì tiền để làm cái gì? Khi nhiều đó là vợ còn phơi phới. Nhiều ăn mà ở lấy vợ mà ở cái tuổi mà chân lật nhau cả 10, 10 mấy tuổi đấy. Đấy. Nhớ, còn mình là mình có cái bằng máy bay là mình không có sợ. Mình giờ có cái bằng gì mình có hết rồi, mình chỉ có thiếu cái bằng ô tô. Còn nhiều ăn mà che già mà gặm cỏ non, thế là vợ phơi phới trong tay cả 10 tỷ. Bây giờ nhiều lúc mà bây giờ để lại 10 tỷ, vợ lúc đấy nó đâu nghĩ về tiền. Bởi vì ông chồng, hai vợ chồng làm lụm lấy nhau, kiếm cả 10 tỷ, 20 tỷ rồi. Con cái lúc này lớn rồi, vợ lúc đấy không nghĩ về tiền nữa. Bảo bây giờ con lớn rồi, bây giờ tiền làm gì, bây giờ vợ cần tình. Thế bây giờ ra ngoài kia cứ cần tình, gặp thằng nào hot hay mà thật sự vợ bây giờ nó cứ nghĩ không nghĩ về cho tài sản cho con nữa, bây giờ nó cần tình. Cần buổi tối trời mưa, chuẩn bị miền Trung đổ mưa này, đổ bộ này, lặn này. Đấy, tối mưa sấm sét, không có ai ôm ở bên cạnh. Sét đánh cứ phải là gì giật mình đùng đùng, đùng, đùng. Thế nên đôi khi ấy, ra ngoài đường lại gặp ăn nào ngọt miệng, khéo. Thế là về nhà, vừa lấy được tiền, đương nhiên về nhà phải tiêu tiền chứ. Vừa xài vợ mình, có phải là anh em khổ không? Nên em ở đây là em rút kinh nghiệm. Thì vấn đề ở đây là em chia sẻ cho nhiều anh em, ở đây là tùy theo mọi người. Đấy, mọi người nghĩ theo em cũng được, rồi mọi người bảo em sai cũng được. Ở đây là một câu nói, nó hết sức là tình cảm,
và chân thật nhất. Nhiều anh lớn lớn ấy, và trong này học có nhiều anh lớn lớn ở lấy vợ mà ở cái tuổi mà thua các anh mười mấy tuổi đấy. Các anh không lo mà hưởng đi, các anh cứ bảo thôi là anh cố tuổi 60 thì lại ăn toang rồi nào, thì thật sự đôi khi các anh trong tay 20 tỷ thì cũng hết. Vợ thì ở đây em không phải là vơ đúa cả nắm, dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy, nó sẽ chiếm khoảng 50%. Đấy, nó sẽ chiếm khoảng 50%, không phải là em vơ đúa cả nắng. Bản thân đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, có nhiều người thì chồng mất đi hoặc là người vợ mất đi, người ta sống cả đời cô đơn như vậy lo cho con. Đấy, có nhiều người thì chồng mẹ chưa đủ 3 năm lại đi rồi. Đấy, nhiều người chồng chưa đủ mẹ vài cái cúng thất thì cũng toàn ten ngoài đường rồi. Bởi vì nhiều vợ có cái trạng thái là sinh lý nó quá mạnh. Đấy, kể một người đàn ông hay một người phụ nữ cũng vậy, ai làm con người. Nên nhiều người ở đây này, sinh lý nó mạnh là ở đây công việc lúc đấy nó nhàn nhạt, đồng tiền không lo kiếm nhiều nữa, bởi vì lúc này dư giả. Thì tại sao lúc này cái đầu óc người ta nhẹ nhàng thì cái tinh thần người ta thoải mái. Đấy, người ta lấy tiền ngân hàng hoặc người ta đang có một chuỗi cửa hàng kinh doanh, không bao giờ phải nghĩ về đau đầu. Người ta đi spa, người ta làm đẹp, người ta ăn đồ ngon, thì lúc này anh em sẽ là gì, nó sinh ra một cái gì, một cái lực gọi là dư thừa, một cái công lực. Thì đương nhiên một người phụ nữ hay đàn ông người ta phải cần cái đi giải tỏa. Đấy, còn thôi ở trường hợp mà chúng ta ở trạng thái là gì, đói ăn, ví dụ một người chồng hay người vợ lỡ may mất đi rồi, ở đằng sau còn 2-3 đứa con cực khổ, thì người chồng người vợ phải lao đầu đi kiếm miếng cơm. Đấy, bởi vì người ta lao làm công mà, một ngày có 300-400 ngàn, 2-3 đứa con, người ta cứ nghỉ một ngày người ta sợ con người ta đói, nên người ta phải dùng hết tất cả khả năng sức lực để người ta đi vào để người ta lấy đồng tiền. Thì buổi tối về nhà người ta lại phải lo cho con, nên đầu óc người ta mệt, người ta sẽ quên cái chuyện tình cảm đó đi. Đấy, cái tình dục đó đi. Đấy, bởi vì ngày xưa sống là hai vợ chồng, chồng hôm nay thất nghiệp thì vợ đi kiếm tiền. Đấy, hôm nay vợ thất nghiệp thì chồng đi kiếm tiền, con lúc nào cũng no. Và nhiều lúc hai vợ chồng luôn luôn song kiếm với nhau để kiếm tiền. Nhưng lúc này khi một người đã ra đi rồi, một người này tiếp tục phải lao động lam lũ để kiếm được đồng tiền, thì đương nhiên người ta sẽ là hạn chế về cái tình dục. Còn vấn đề ở đây, mẹ để lại cho một người vợ trong tay khoảng 20 tỷ, để lại cho nó con gì? Con mẹt, hoặc là con Santa Fe, Solento. Thì tôi hỏi các bạn, bây giờ nó để ngân hàng 10 tỷ, đó, tháng lấy 75 triệu, thì mở mắt ra cô vợ của mình xúc miệng ra, bước lên cái ô tô, nó còn ngồi được lên ô tô. 75 triệu một tháng thì các bạn biết là một ngày mở mắt ra 2-3 triệu spa, cà phê ăn sáng, nhúc nhiều. Đấy, thì bao giờ người đấy phải nghĩ về tiền rồi, người ta cứ tiêu hết cái tiền lời. Còn cái tiền gốc thì sau này, đấy, nhà khoảng còn 1 đứa con, 3 đứa con hoặc là 2 đứa con. Đấy, có nhiều người như vậy. Đấy, thì đương nhiên nhiều em chị em phụ nữ nưng nực. Đấy, nưng nực gọi là từ khát tình. Đấy, chứ bây giờ người nưng nực như vậy, tiền tiêu không hết thì bây giờ kiếm gì nữa. Cuộc đời này tiền và tình, khi bạn đã trong tay có nhiều tiền thì luôn luôn phải thiếu tình. Đấy, thì ở đây nó sẽ chiếm khoảng 50%, đúng không mọi người? Đấy, 50% thì ở mãi mãi cuộc đời với những đứa con khi chồng đã đi hoặc là vợ đã mất. 50% còn lại là phải đi tìm mối tình. Có thể là người ta chơi lén lút, người ta không dám công khai, người ta sợ hàng xóm, gia đình người thân. Đấy, bây giờ chả vờ đi làm ba, đi công việc ở đâu, gia đình người thân, ông nội nào biết. Mọi người hiểu không? Đấy, cứ đi ăn uống no nê cả đã, ngày có vài triệu mà. Và nhiều người phụ nữ đấy biết cách kiếm tiền thì người ta lại không bao giờ bị bỏ tiền ra nữa. Bởi vì nhiều người có tiền đấy thì đương nhiên người ta phải đi quen những người đàn ông phải có tiền. Đấy, gặp những thằng đàn ông lại có tiền thì người ta lại cần tình, cần những em đẹp vạm vỡ, nhìn ba vòng eo phải đẹp như vậy. Thì bây giờ cô đấy, cô ấy một ngày cô có khoảng 2 triệu mấy 3 triệu tiêu làm sao hết, cô có phải bỏ tiền cho trai đâu. Những người có tiền như vậy thì người ta ít tung tiền để kêu trai lắm. Nó khác ở trạng thái những chị U40-50 rất nhiều tiền, cần những trai đẹp body sinh viên thì nó khác, là ăn bắn trả tiền, gọi là từ ăn bắn trả tiền khác.
Còn đây là những cái chị gái đấy còn neo nẻo ra là phải đi kiếm những cái người phải có tiền đấy để chu cấp. Còn cái tiền một ngày mà nở ra 2 triệu mấy ở tiền ngân hàng á, để người ta đi sắm đồ ba vào người cho nó đẹp đấy, để ông ấy nhìn thấy tôi đẹp, để ông ấy chi tiền cho tôi chẳng hạn như thế. Tiền tiền hai cái sau khi bước hết đó là tù tội. À, tù tội ở đây thì em không nói, em đang nói là nhắm mắt xuôi tay đấy mọi người hiểu không? Đấy, nó chỉ là hạt cát đấy, chỉ là tan thành cho bụi. Còn vấn đề ở đây là hết tình tù tội, đó là không làm mà đòi có ăn thì ăn củ lôi. Và một thằng ở cuộc đời này nó không còn cái gì nữa, muốn để có tiền nhanh thì đi chấn lột, đi cướp, đi giết người. Đấy, nó sẽ thuộc vào hạng đó. Và hạng thứ ba là tình yêu là gì? Là gì? Anh em biết rồi. Đấy, hú hí với nhau khi tất cả hai bên gia đình còn sống nhờn nhơn với nhau. Cặp bì hú hí, đánh ghen, tạt acid. Ở đó có ba tình trạng để vào tù tội. Một, không làm mà đòi có ăn. Đấy, xin ra đạo tặc. Không muốn bỏ công sức mồ hôi mà chỉ biết là người ta đang có cái gì đấy hớ phát để chôm. Đó, được chưa? Thứ hai, chích hút khi lúc này cơn say đã lên đỉnh, không làm chủ được, đúng không ạ? Phải kiếm được số tiền này để ngày mai chơi nữa, hoặc là để đóm gì đó tiếp tục xử để lấy số tiền, bởi vì nghiện rồi, như kiểu chơi game ấy, chơi đá bóng để trả nợ không cho hồ tới. Vấn đề thứ ba là tất cả hai cặp gia đình còn vợ còn chồng nhưng hú ý bắt được. Một là nó cắt, hai là tạt acid. Đó. Nhưng tất cả điều đó là con người chúng ta không còn. Bởi vì sao? Bị mất cái kiểm soát. Kiểm soát lúc này nó không còn. Ở trong bộ não chúng ta lên đỉnh điểm thì chúng ta mới làm như vậy. Còn thật sự cuộc đời này khi gái gú, vợ đi ngoại tình, bắt gặp đơn giản, không sống với nhau chia tay. Không có phải bắt buộc nhau phải dùng vũ lực. Đấy, chúng ta phải thể hiện khi cảm thấy được người vợ mình hoặc là người chồng mình đi với người khác, gặp người vợ mình đi với người khác, có gặp hay là nghe tiếng đồn phải điều tra, gặp tận mắt nhưng vẫn ok cho vợ một cơ hội, nếu kể cả gặp trên giường. Bởi vì chúng ta phải hiểu là bởi vì chúng ta đi quá nhiều ở tình trạng đấy rồi, đấy, giấu vợ khá là nhiều, có thể 100 lần chúng ta vẫn là một kẻ hư hỏng ở cuộc đời này. Có thể là vợ mang thai hoặc là xa vợ đấy, hoặc là đôi khi cái tình dục của chúng ta khá lớn, chúng ta cần phải đi xả. Nhưng nhiều lúc chị em phụ nữ gặp một vấn đề ở trong này, chúng ta phải tha thứ. Có rất nhiều người đàn ông cũng bản thân như tôi chưa gặp sau này tôi gặp tôi sẽ cư xử cho mọi người thấy. Thật sự sống quá xấu, mình đi được nhưng thật sự người vợ mình gặp một lần thì đắn nó tè lay hạt me. Đấy, bản thân các anh hay bản thân tôi đi liên tục, đi giấu vợ, hoặc là bản thân trả vợ từ đây xuống Quy Nhơn, đi làm sửa xe, dầu nhớt, đi massage, tắm rửa, bỏ quần áo, quấn cái khăn xong, nằm 2 tiếng ra, trả vợ chờ làm đồ, vợ làm sao biết, đó là anh nói dối. Nhưng nhiều lúc vợ, nó ra ngoài đường xã hội, nó bị những thằng con trai bẩn bao, có một cái cách ăn nói cư xử, ngọt, đưa vào lỗ tai chị nhà, bị chú nhà, chị nhà bị cuốn hút, đấy, bị mê mẩn. Gặp thì về nhà phải giải thích cho vợ, nói làm sao em phải chấm dứt cuộc chơi này, bởi vì em phải nghĩ ở đằng sau nó luôn luôn còn có một gia đình hạnh phúc ở đằng sau em, đó mới gọi là gia đình hạnh phúc và ở bên em tới mãi mãi cuộc đời này, nên em phải suy nghĩ cho kỹ, phải kết thúc tại đây và quay đầu lại. Quay đầu nó mới gọi là bờ, còn tiếp tục em tiến bước nó sẽ là hố sâu. Chỉ cần nói con vợ đơn giản như vậy, chúng ta phải thể hiện một thằng đàn ông. Tôi mong vợ tôi bỏ tôi đấy. Nếu vợ tôi đang xem clip video này, tôi chỉ mong là vợ tôi bảo em không thích ăn nữa. Đấy, tôi với vợ tôi là yêu nhau và lấy nhau. Yêu nhau 5 năm và tôi lấy vợ tôi 2010 và bây giờ 2022. Cả yêu và lấy nhau được 17 năm. Đấy, tôi luôn luôn bảo vợ tôi mà, em chỉ cần mẹ không thích ăn một phát nữa, mang giấy ăn ký trong vòng 30 giây. Nhưng riêng con
thì phải hai người phải trợ cấp nuôi nó lớn lên thành người. Dù có đi bước nữa, đừng bao giờ đối phương đụng tới con riêng của nhau. Đấy, tôi đảm bảo như vậy. Tôi bảo ví dụ tôi có hai đứa con, nhiều lúc mà tôi nói vui vợ tôi, nếu tôi đấy, không thích thì phải nói. Anh nào đi làm bất động sản, tôi đang nói vui vui như vậy, xe mẹ mẹt, Santa Fe, Soleto, đấy, cảm thấy nó đẹp hơn ăn đóng thùng, giọng nói nó hay, chất chơi đẹp, Soleto hơn tỷ, nhà nó khoảng bất động sản 2-3 mê. Nếu em cảm thấy giàu sang phú quý thì em phải bảo ăn. Nhưng đặc biệt nó đã lấy nó về nhà thì hai đứa con đừng bao giờ để nó giờ tới. Đấy là cái quan điểm tôi xấu. Đấy, còn hiện tại tôi đang đi con Sirius và con Quay. Tôi chỉ mong vợ tôi, mẹ chỉ cần bảo ra ngoài kia thằng nào đẹp trai hơn bỏ tôi một phát, tôi ký ngay lập tức. Bởi vì tiền của tôi thì vợ tôi sẽ không ở biết. Với tôi là nó phải là chất chơi như vậy. Tất cả chúng ta là người đàn ông, chúng ta hãy chia sẻ, thông cảm cho người vợ của mình. Nếu dính vào hố sâu, kéo nó lên. Chỉ cần nói một câu nói, một câu nói một, vợ không biết quay đầu thì coi như là xong. Chúng ta lúc này đừng bao giờ phải đánh nhau làm cái gì cả. Còn vấn đề ra ngoài đường, cái vấn đề tạt axit ghen tuông, chết, vấn đề đấy chết là đúng thôi. Vấn đề là tôi không có cái gì bảo chữa cả. Đấy, không có gì bảo chữa cả. Đặc biệt đó là những cái người phụ nữ với nhau. Đấy, người ta ghen tuông ở trạng thái đỉnh điểm, người ta tạt axit. Tôi không bao giờ có quyền nói ở vấn đề đó. Có thể là nhiều hai bên gia đình, hai người phụ nữ có thể là gặp nhau hoặc là gọi điện thoại. Đấy, người phụ nữ của ông chồng này bảo mấy chị kia, và thôi đi. Đấy, một lần này tôi tha thứ. Đấy, và đồng thời nói với chồng. Nhưng thật sự hai bên kia ở trạng thái vẫn lưu luyến với nhau thì đương nhiên người vợ này người ta ghen tuông, người ta tạt axit, đó là việc của người ta. Vấn đề đó tôi không chuyên sâu. Còn vấn đề ở đây, lỡ may vợ ngoại tình một lần thì hãy có một cái câu nói gì kéo người vợ mình về. Đấy, không được thì chúng ta bình thường, nóng một chút xíu, nhưng thật sự lúc này đừng bao giờ dùng vũ lực đánh những chị nhà tím tái, mẹ máu phun. Là một thằng đàn ông phải đẳng cấp. Tôi ngày xưa cũng có đánh vợ, bởi vì tôi ngày xưa tôi chơi bời. Tôi đang chơi, vợ nó gọi về nhà, tôi xí diện với những cái thằng bạn chó khốn nạn của tôi. Đấy, ngày xưa tôi có một cái cách cực kỳ nóng tính, anh em biết tôi trên mạng rồi. Tôi đi chơi với ai mà vợ nó tới thọc pizza, lọc quạng tôi quăng cơ ngay. Bởi vì sau này tôi mới nghĩ lại, tôi đúng là một thằng ngu, thằng đần của đàn ông. Bởi vì mấy thằng bạn kia nó chỉ là chớp nháng là bạn của mình. Đúng, mình đi chơi vậy là sai. Một thằng bạn đúng nó bảo không nên rủ dê mình đi thọc pizza hoặc là cờ bạc, đó mới gọi là một người bạn tốt. Đấy, lỡ may mà tôi rủ nó đi thì nó phải là một thằng bạn tốt và thôi bạn ơi, bữa nay vợ mình la lắm, bạn cũng vậy, chắc vợ bạn la, thôi chúng ta nghỉ đi. Lâu lâu năm thở mười thì anh em mình đi thọc cơ, vui. Nhưng thật sự ơi, cái thằng lại kéo thằng kia là đi. Thế bởi vì đi thứ nhất là một người vợ không sai đâu. Người ta gọi điện thoại cho mình khoảng 3-4 cuộc, mình không về. Đấy, thì người vợ mình mới đi gọi mình về. Đấy, bảo tại sao nhiều lúc con vợ mình nó lại nóng như thế. Bởi vì mình sai. Đấy, vợ mình gọi mình 3-4 lần, thôi mình về cha đi. Bảo tí cứ tí nữa làm vợ ở nhà ngong. Thế tới, tới thì lúc này vợ đi tìm mình nó nóng. Đấy, đôi khi nó quát. Đấy, thì đôi khi mình lại xí diện với thằng bạn chó của mình. Đôi khi mình đánh con vợ mình, đúng hối hận cuộc đời. Thằng bạn mình không bao giờ nó đi hết cả cuộc đời mình lại được cuộc đời này cả. Đấy, chỉ có con vợ mình nó đi mãi mãi cuộc đời mình. Nếu đó là người vợ hư thì đương nhiên chia tay. Còn một người vợ thật sự tuyệt vời, nó là con người vợ đi mãi mãi cuộc đời mình. Trên đời này chẳng có ai bằng vợ cả. Đấy, kể cả con nuôi lớn lên nó phải đi lấy chồng lấy vợ. Sau này tương lai khi bận tật chỉ có hai vợ chồng nâng đỡ nhau ở cuộc đời như vậy, có đúng không các mọi người? Đấy, sau này lỡ may mà để cả đẻ con cũng vậy, sau này bận tật, kể cả vấn đề mà không may bị tàn tật vệ sinh, các bạn cuộc đời này biết chỉ có vợ chồng lo cho nhau được thôi. Đấy, thì cái clip hôm nay tôi chia sẻ bán nhớt thì có nhiều anh em nói thì ok, tôi sẽ nói về cái chuyện tình yêu một tí. Đấy, cảm ơn mọi người. Đấy, từ bấy giờ nó tự nhiên đâu nó lại mất cả tiếng đồng hồ. Thôi, cái video này mang lại không nhiều may mắn, không nhiều hữu ích. Nếu anh em nào cùng cái quan điểm suy nghĩ của tôi ở vấn đề xe cộ, chạy xe, phụ nữ hoặc là hôn nhân gia đình hoặc là tiền bạc kiếm được, đấy, thì chúng ta hãy sống tốt. Được không? Cuộc đời là như thế.
không sống được với nhau và chia tay. Chúng ta nhìn thấy phụ nữ không? Chúng ta nhìn thấy người nghệ sĩ không? Chia tay rồi lại là bạn. Không có gì đâu. Hay bản thân của chúng ta là những người mối tình đầu của chúng ta đấy. Anh em ở đây có ai mối tình đầu không? 2-3 mối tình đầu, có ông nào không ngủ với nhau chưa? Đừng có phét. Đấy. Rồi sau này vẫn trở là bạn là bình thường. Ừ, lâu lâu gặp nhau vẫn đi ăn. Nhiều lúc nói nhau họ ừ dạ bạn ơi bạn. Hoặc là em ơi em nhớ cái đêm hôm đó không? Thì lại lúc mới bật cười, có gì đâu. Các bạn có bao giờ gặp tình trạng đó bao giờ chưa? Đấy, ví dụ như mối tình đầu ấy, như bản thân tôi chẳng hạn, tôi nói ví dụ như vậy, lâu lâu về quê ấy, ví dụ gặp đi uống cà phê với nhau, nhiều lúc còn đang vui nhá, hoặc là lúc đấy ngang ngang tuổi nhau chẳng hạn như vậy, bạn còn nhớ đêm hôm đó không? Thế nhiều lúc bạn hoặc là em đêm gì ăn, đêm gì đấy, nói đó chuyện bình thường, bởi vì khi lúc này đó là bạn bè vui vẻ, ai có hôn nhân hạnh phúc rồi, ai có gia đình hết rồi, con cái đầy đàn hết rồi, chọc đó là vui. Đấy. Có gì đâu chúng ta phải thù hận. Bởi vì duyên tới đó nó hết. Duyên tới đó nó hết thì chúng ta cản không được đâu. Đấy. Lúc đấy mọi người có mà níu kéo mọi cái vấn đề gì mọi người cũng không níu kéo được, đơn giản là hai vợ chồng này. Chỉ cần hai vợ chồng xích mích với nhau, vợ đã không thích chồng và bản thân ngay ở đây luôn. Đấy. Rồi lúc này chỉ cần một người đánh cho con vợ một phát, 2-3 phát nặng, vợ làm đơn ra tòa kiện ngay. Đấy, lấy cớ đó luôn, đúng chứ. Một người đàn ông đánh phụ nữ là người ta làm mang đơn kiện ngay. Người ta lấy cái cớ đó, người ta ly dị luôn. Thế tòa hỏi hai bên bây giờ, anh chị sao? Thế tòa hỏi chị này bảo là em sống không thấy hạnh phúc nữa, em bị đánh đập. Đấy đúng rồi, mang vết tích, khám, chụp hình. Thì ông này ông còn van xin trời thì vợ cũng không bao về được. Bởi vì một người vợ đã ra đi rồi thì có mà bò mấy lần níu kéo thì cũng không kịp nữa đâu. Thôi bản lĩnh của thằng đàn ông lo kiếm tiền, mẹ đi tập gym cho nó đẹp, ngoài đường còn gái rất nhiều. Và người phụ nữ cũng vậy, gặp một người đàn ông rũ phu đúng không ạ, thì chia tay không có gì phải lưu luyến cả. Ngoài đường còn nhiều người đẹp, nhiều người tốt lắm. Đó là bài học ở cuộc đời mình. Đấy, gọi là chúng ta đi lần đò. Đấy. Đúng không? Đò qua sông. Mẹ tôi cứ sửa xe lùi hùi đây, mới là bất động sản đó, thằng nào không đẹp không? Đấy, vẫn thật sự mẹ tôi đi ký giấy, tôi đôi khi tôi mặc quần. Lòng tha lòng thong đi ký giấy, mẹ nhiều lúc phòng công chứng nó nhìn. Bạn bè nhìn cái mẹ gì mà nhìn, bây giờ tiêu ký thì lấy gì mà bán đất. Thấy không? Bữa tôi qua phòng chứng thì tôi ký giấy, tôi mặc đồ mẹ nó tục vén cái quần lên. Cái thằng cha phòng công chứng mẹ nó cứ nhìn, tôi đeo khẩu trang, tôi bỏ phòng chứng kia tôi không ký, tôi qua phòng chứng mới tôi ký, đeo khẩu trang, cởi khẩu trang ra rồi nhìn tôi bảo mẹ tôi điên trộm mà sao nhìn ghê thế, thế nhìn tôi bẩn bẩn này đeo có đất bán à, tôi nói mẹ luôn. Thế tí vợ về nhà mắt vợ tôi, vợ tôi nói tôi bảo mẹ thích thì đeo ký có cái gì đâu, phòng công chứng ở đây thiếu mẹ gì. Đấy, mẹ tôi đi ký đất bán đã ký rồi, giấy chứng minh nó rồi. Thế là bảo bỏ khẩu trang, tôi bảo ô ghê thế à, nhìn giấy chứng minh không giống à, bỏ khẩu trang xong còn liếc. Tôi bảo mẹ đi ông ký luôn đấy, ông nhìn tôi vậy mà nghèo à. Mọi người hiểu không, thì mẹ nhiều thằng trên đời thì mẹ cứ nghĩ là phải đi ô tô đóng thùng thì mẹ mới bước vào phòng công chứng mới ký giấy được đất, bán lô đất vài tỷ. Còn cái thằng thì mẹ cứ giàu nhớt này đéo có tiền bán đất. Đấy, vừa rồi tao đi live stream luôn, tao đi chụp mà thôi, tao bảo thôi. Thì cuộc sống con vợ nó nhờ tôi ký, anh em hiểu không? Còn tôi đi ký giấy đất, tôi hồi giờ phòng công chứng ở đây tôi hay chụp hình này. Tôi cũng mà đeo cái gì cũng được, khỏi cần giấy chứng minh. Đấy, bởi vì ngày xưa tôi vân xe mà. Nghe cái giọng thì mẹ ở đây chỉ có thằng Bắc này thôi, chứ chỉ có thằng Bắc. Qua phòng chứng mới kia, vất cười. Nhiều lúc tôi mặc luôn cả quần xà lòng. Đấy, tôi ngủ dậy mà. Đấy. Tôi biếng tôi thay quần, tôi đi ký giấy đất. Bởi vì nhiều lúc tôi đang ngủ, tôi ngái ngủ. Vợ gọi ký giấy đất, tôi chạy qua. Nhiều lúc vợ bảo, anh ơi sao mặc cái quần lịch sự. Trong lịch về nó bảo tôi có cởi chuồng đâu. Mẹ cái quần của tôi vẫn mặc, tôi vẫn ra ngoài đường bình thường mà. Đấy. Trừ khi cái nơi nào hay là đồ công an hay bất kỳ nào ngoài này có cái bảng, vào trong phải mặc quần dài lịch sự. Còn tôi đây mẹ có điên xin đâu. Đấy.
rất bình thường, nhưng trong cuộc sống này nó là thế, đúng không Trần Quốc Toàn? Với tôi là nó phải là thẳng thắn, mình không làm gì sai, mình chẳng có ngại gì hết, không ngại gì hết. Qua một cái thằng làm bất động sản thì anh em biết tại sao không? Má nó đeo kính râm, nó chải tóc, có nhiều thằng ấy nó đi ngựa, mẹ đi đôi giày cong đít lại đóng thùng, mẹ bụng thì ẻn ra, thì mẹ tóc thì cứ vuốt thế này này, thì mẹ nhiều thằng hoài như cóc. Mình đôi khi mình nhìn thấy bọn nó mình cũng nhột, bảo thì mẹ cuộc đời này biết đéo nào tiền nhiều hơn nào, mày lòng quàng đi xe thuê thì mẹ hoặc là đang trả góp. Đấy, cứ nghĩ mẹ như thế đi, mình cứ chào vợ mình khổ. Đấy, thế thôi. Rồi thôi, kính tổng chào anh em hôm nay nhá. Mình xem cái lý thuyết tí 120 câu mô phỏng, xem cho nó nhớ nhớ mà cho nó lưu ở đây tí. Rồi, hẹn mọi người nào đấy, mọi người thích về cái tư vấn bất động sản làm giàu, để số tiền bao nhiêu mình không dám nói giỏi, ở đây nó tùy theo đáp ứng vào, tùy theo cuộc sống của mọi người, về chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình vợ. Mình ở đây mình nóng lắm mọi người ơi, mẹ mình ở đây không phải là những người chồng hay là những anh em mà ngọt đâu, vợ em nhiều lúc mẹ mình nóng lắm, mình đang làm đây lòng quạng vợ ra là mình quát ngay đấy. Đấy, cách đây khoảng vài năm về trước mình sợ vợ, còn tầm này thì không sợ vợ nữa rồi. Bởi vì nó đạt tới cái tầm thì không còn sợ vợ nữa. Tùy theo lúc sợ đúng sai mình phải sửa, vợ nó nói, có vợ bên cạnh nó mới không cho mình vượt quá cái mục đi quá xa. Nhiều lúc mình nghĩ lại, vợ nói đúng, công nhận, thì hôm đấy mình về nhà mình xin lỗi, em hôm đấy ăn nóng, em nói như vậy đúng, xin lỗi, vợ nó dịu ngay. Đấy, còn đơn giản hai vợ chồng mình đang có hai cái thu nhập nó rất lớn mọi người, tại sao không? Bây giờ thật sự nó không nghĩ về tiền. Đấy, vài năm về trước thì thật sự cuộc sống hai vợ gia đồng mình nó khổ, vợ đi làm giáo viên nhà nước lương 7 triệu, được cái thứ bảy chủ nhật nghỉ, thì đôi khi phải kiểm soát đồng tiền của mình đó, bởi vì một tháng vợ đi làm có 5-7 triệu đi làm nhà nước mà, cô giáo giảng viên mà, thì hai đứa con mình thật sự thì vợ phải kiểm soát về tiền. Còn bây giờ vợ đi làm đất đấy, nó có khoản tiền rồi, mình làm cái này miễn sao đồng tiền đó của hai người không vứt lung tung, một trong hai người đó chỉ cần một trong hai người đó đồng tiền nếu sử dụng phạm phung phí đi không nơi đến chốn là phải nói nhau ngay đấy, đúng không? Đấy, còn bình thường công việc hai người đó làm không liên quan gì tới tiền, đừng bao giờ cứ hỏi tháng này ăn kiếm được bao nhiêu. Lâu lâu vui thì hỏi, em ơi hôm nay đi đấu trúng không? Vợ bảo được 5-7 triệu, 20 triệu. Đấy, cho ăn khoảng 5 triệu được không? Đấy, cho thì nổ tài khoản, không cho thì thôi. Tới phút này không bao giờ hỏi tiền nhau. Khi đi làm công việc lớn hoặc xây cái nhà hoặc là mua ô tô thì lúc đấy bảo, em ơi ăn được thiếu, nhắm có phụ cho ăn được đồng nào không? Đó. Hoặc là bản thân bây giờ hai vợ chồng thi hai cái bằng. Đấy, đa số là mua cái xe này để phục vụ cho vợ, bởi vợ đi làm đất mà không phải chạy thuê xe ngoài taxi đấy, còn bản thân mình có mua xe làm cái gì? Đấy, phục vụ cho vợ, lâu lâu mình mượn mình đi chơi, còn mình đi ăn nhậu tuyệt đối mà không lái xe, mình chạy xe Quy Nhơn đấy, lâu lâu mình về quê đi cho sang cho nó nhái tí đấy, thì bảo giờ thôi chẳng có gì, ăn mua ô tô, ăn mà có chừng này em phụ cấp đấy, được thì mua, không được là đừng có huýt huýt, tự mày đi làm mày mua. Đấy, với mình là nó như vậy, cái mục đích của mình là cái nhà. Đấy, đó là tâm sự hết cái cuộc đời này cho anh em rồi, chẳng có cái gì cả. Đấy, cứ kệ nó, thở lở đi, rồi trời sẽ đo cho. Mẹ ăn sau mà cứ tính toán thì chẳng bao giờ nó thành công đâu. Rồi mai mốt những anh em nào đang làm thuê, những anh em nào đang thuê mặt bằng như mình sẽ có cái view chia sẻ cho mọi người cuộc sống. Bản thân thằng nào đi làm thợ, làm phụ cả, mà ở đây nó sẽ có khoảng hai cái gì. Đấy, đi làm thuê chúng ta phải gặp tình trạng như nào, và đi thuê nhà thì thế nào làm ăn mới lên, thì để bữa nào mình sẽ chia sẻ câu chuyện đi làm thuê và đi thuê nhà. Đấy, có nhiều anh em nghĩ là thằng nào nếu đi làm thuê và đi pè, thằng nào không đi làm thuê, không làm thuê làm sao làm chủ, nhưng câu chuyện ở đây nó sẽ có hai mặt, trái và phải, hiểu không mọi người? Rồi, video đến đây xin phép chào mọi người. Mình học trong vòng nửa tiếng về ngủ rồi đã. Kết thúc.